Cơ quan điều tra Bộ Công an C03 đã ban hành kết luận điều tra, truy tố các bị can trong đại án Việt Á. Trong đó, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã nộp khắc phục phần lớn số tiền nhận từ Phan Quốc Việt. Trong khi đó, kết luận điều tra chưa ghi nhận về việc nộp tiền khắc phục của bị cáo Trương Ngọc Anh. Kết luận điều tra xác định, số tiền hưởng lợi bất chính của Việt Á trong vụ án là 1.235 tỷ đồng, tranh lệch giữa giá bán và giá sản xuất. Kết luận điều tra cho rằng, bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch Việt Á, Cùng đồng Phạm còn phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm đầu thầu với 1,2 triệu ký test gây thiệt hại cho tài sản nhà nước 400 tỷ đồng. Điều này bắt nguồn từ Phan Quốc Việc thông qua nhiều mối quan hệ đã hô biến kit test Covid-19 từ sở hữu nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý thành sở hữu của Việt Á. Cụ thể, quá trình tham gia nghiên cứu, Phan Quốc Việc thông đồng với Trịnh Thanh Hùng, phó vụ trưởng vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật để công ty Việt Á được sử dụng kết quả nghiên cứu đề tài, lập hồ sơ đăng ký gửi Bộ Y tế. Phan Quốc Việt tiếp tục đề nghị Nguyễn Văn Trịnh, cán bộ phòng chính phủ và Nguyễn Thanh Long hỗ trợ giúp đỡ. Sau đó, Phan Quốc Việt thực hiện hành vi lót tài, bôi trơn, đưa hoa hồng cho nhiều quan chức để trúng thầu nhiều gói kit Tết lớn. Giá kit Tết bị nâng khống từ 143.000 đồng lên tới 470.000 đồng một kit Tết, khiến nhà nước và người dân chịu thiệt hại. Trong kết luận điều tra, cơ quan công an cũng đề cập đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Long được đánh giá là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có thành tích xuất sắc trong công tác, đã nộp khắc phục phần lớn số tiền nhận từ Phan Quốc Việt. Đối với ông Chu Ngọc Anh, cơ quan điều tra đánh giá thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có thành tích xuất sắc trong công tác, chưa ghi nhận về việc nộp tiền khắc phục. Trong những vụ án tham nhũng kinh tế gần đây, việc bị can khai báo thành khẩn và nộp khắc phục hậu quả được xem là một trong những điều kiện quan trọng để hội đồng xét xử cân nhắc khi lượng hình đại án việt án lần này phần lớn các bị can đều được cơ quan điều tra đánh giá là thành khẩn khai báo tích cực hợp tác với cơ quan điều tra